Xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh của Kiên Trung Euro. Cửa hàng Kiên Trung có địa chỉ tại ngõ 562 Phú Thị Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Và các bác nào đang xem kênh của Kiên Trung mà chưa kịp đăng ký kênh, các bác vui lòng nhấn nút đăng ký kênh và cho Kiên Trung một nút like để cho các video test và báo giá sản phẩm hàng về như thế này đến được với nhiều các bác chơi audio trên toàn quốc. Kiên Trung xin chân thành cảm ơn tất cả các bác. Và trong ngày hôm nay, trong cái video này thì em muốn giới thiệu với các bác hai cái cặp loa, hai cặp loa cổ, các bác có thể nghe nghe hay, bày đẹp, trưng bày ghép với những cái đầu đầu cối và đĩa than thì quá là tuyệt vời luôn. Đầu tiên thì một cái cặp loa trước mắt các bác, một cặp loa mà rất hiếm trên thị trường các bác nhé, rất hiếm trên thị trường. Cặp loa có cái model là Akai SVK170A. Đó. Cặp loa này thì có chiều cao là 62, chiều rộng là 42,5 và chiều sâu của nó là 30 cm. Loa này thì gồm 6 loa nhưng mà 5 speaker các bác nhá, 5 đường tiếng. Em nó sở hữu một cái bát 40 cm. Đấy, 40 cm. Một con chung là 14, chung giấy, bát giấy, chung giấy. Hai con chép, một con siêu chép giấy và một con siêu chép còi đầu đạn. Cặp loa này thì trong cái phân khúc cực kỳ hiếm các bác nhá. Loa có cái model là Akai SVK170A. Dòng loa Akai thì không có nhiều trên thị trường, nhưng tất cả chúng ta đều biết được với cái thương hiệu Akai cho đầu cối thì nó đã rất là phổ biến. Nếu bác nào đã nghe cái đầu chơi cái đầu cối rồi thì đây là một trong những cái sản phẩm loa của hãng sản xuất ra để kết hợp với những cái đầu cối thì cực kỳ là cho tiếng bass cực kỳ sâu và một cái hình thức rất là đẹp mắt và độc lạ các bác nhá. Một cái bass 40 màng giấy, gân của em này thì là gân gân cao su các bác nhá, gân cao su zin tuyệt đối luôn, độ động loa cực kỳ là tốt luôn này, mềm nhũn luôn đó. Tất cả cái mặt màu hanh vàng ở trước mặt thùng loa này họ là làm một cái lớp nỉ các bác nhá, lớp nỉ, em quay kỹ cho các bác xem này, một cái lớp nỉ, bọc nỉ rất là đẹp luôn. Ngoài ra phía ngoài thì họ là làm một cái viền nhôm rất là chắc chắn luôn. Con này là 5 đường tiếng luôn, một bát 40, một chung giấy 14, hai con chép, một con siêu chép giấy và một con siêu chép còi đầu đạn. Đặc điểm của cặp loa này thì có cái độ nhạy cực kỳ cao luôn, độ nhạy là 103 decibel. Thế nhưng cái giải trầm của nó xuống thì có thể xuống được 20 Hz. Đây là một trong những cặp loa cực kỳ quý hiếm các bác nhé. Cặp này về thì trong tình trạng thì còn đẹp xuất sắc các bác nhé. Loa cổ nhưng còn đẹp xuất sắc, tất cả những cái góc cạnh của cái thùng loa thì vẫn còn rất là đẹp luôn. Em quay phía đằng sau đây. Đằng sau này thì con này là, đây các bác nhìn này. Đấy, tất cả made in Japan này, chữ này nhỏ quá, nó đánh tính bằng in thì em chưa đọc được. Hai tinh chỉnh cho hai giải mid và giải chép. Em bác nào quan tâm thì em sẽ chụp ảnh chi tiết. Cái này là cái kích thước mà họ tính bằng in thì nó hơi khó nhân ra. Thế còn khi mà thông số của hãng thì cụ thể rồi, kích thước, chiều cao, rồi các cái đường kính loa thì họ đã công bố rồi. Độ đẹp của nó tuyệt vời luôn. Và đây là cái lưới của em nó đây. Lưới thì cũng là lưới vải bố, rất là đẹp luôn. Đầy đủ tem mác Akai SV170A. Đây, em quay sang bên trước bên này. Cũng rất là đẹp, tuyến loa đẹp xuất sắc luôn. Với dòng loa này thì
các bác làm một cái đầu cối Akai, rồi kiếm thêm một con âm ly Akai nữa thì vào một cái combo Akai này thì quá tuyệt vời luôn, độc lạ và hầu như là sẽ ít người sẽ có những cái bộ nó hoàn chỉnh như thế này. Cách đây khoảng 3 năm thì em đã có một cái bộ hoàn chỉnh và để phối ghép cho một bác ở Thái Nguyên rồi. Thì các bác có thể vào trang cá nhân của em thì có thể xem được cái hình ảnh của cái bộ lần trước em bán. Cặp loa Akai SV170A thì em xin báo giá luôn, hiện tại tại shop Kiên Trung đang giao lưu với các bác với cái một cái giá thì rất là êm ái luôn, chưa bằng một cái cặp 88A đâu. Hiện tại em giao lưu với các bác với cái giá chỉ có 25 triệu đồng thôi, 25 triệu đồng cho cặp loa Akai SV170A. Đây là một trong những cặp loa mà thực sự là đáng chơi, đáng để sưu tầm và trưng bày. Một cặp loa mà không phải lúc nào có tiền cũng có thể mua được. Bên em thì cũng thỉnh thoảng có những cái cặp loa mà sưu tầm như thế này để cho các bác có thể là trải nghiệm. Đấy là cặp loa thứ nhất em muốn giới thiệu với các bác. Em quay phía đằng sau luôn, phía đằng sau để cho các bác xem cặp loa này nó đẹp mộc mạc như thế nào. Đó. Không bong chóc, không bể lở các bác nhé. Một cặp loa này phải nói là hiếm khi có trên thị trường. $25 triệu cho một cặp loa Akai Bát 40, 6 loa trên một thân thùng và 5 đường tiếng. Chuyển sang cặp loa thứ hai, một cặp loa cũng rất quen thuộc với các bác. Một cặp loa về trong tình trạng thì riêng nguyên bản và đẹp xuất sắc luôn. Đây là một cái cặp loa của hãng Pioneer, đặc trưng mắt cáo, các bác nhìn đấy, đặc trưng mắt cáo. Tuy nhiên thì cặp loa này hôm nay thì nó có cái kích thước lớn nhất trong tất cả những cái cặp loa mà mắt cáo của hãng Pioneer. Em nó cái model là Pioneer 63DX. Cực kỳ đẹp luôn, bây giờ em quay phía ngoài để cho các bác xem đã. Hiếm khi có một cặp loa mà 63DX về mà nó đẹp được như thế này các bác nhá. Thùng gỗ lạng vàng ươm, vân gỗ đều. Đó. Cái lưới thì còn rất là mới luôn các bác nhá. Vẫn còn màu xanh lét luôn. Đó. Xanh nguyên bản các bác nhá, đẹp xuất sắc luôn. Tất cả các cái nan đặc trưng bắt cáo của dòng Pioneer này thì các bác biết rồi. Đó. Tất cả những cái nan lưới này vẫn còn cái buộc nhựa như này, không thiếu mắt nào cả các bác nhé. Đó, không thiếu mắt nào cả. Để tem nó thì được chìm trong cái vải này. Đó, một cặp loa cực kỳ đẹp luôn. Em sẽ quay một vòng trước đã, quay một vòng trước toàn bộ các cái thùng loa này để cho các bác ngắm nhìn đã. Với những cặp loa này thì cứ đầu cối đĩa than các bác bày trưng bày thì quá là đẹp luôn, vừa nghe hay bày đẹp. Model CS63DX, con này trở kháng là 8 ohm, công suất là 80W, tinh chỉnh cho cái từng giải thì ở phía sau nó còn có cả một cái lỗ đồng trục 6.3 nữa có thể cắm vào được. Rất là đẹp, đẹp xuất sắc luôn các bác nhé. Tất cả các cái cạnh trước mặt đằng sau căng nét luôn. Đây, em quay sang chiếc bên này cực kỳ đẹp luôn, các góc cạnh các bác nhìn xem này, vuông nét, không chảy xước, không bể lở. Tất cả những con đốc này chưa một lần tháo khỏi thân thùng luôn các bác nhé, chưa một lần tháo khỏi thân thùng luôn. Trước này cũng rất là đẹp luôn. Và sau đây chúng ta sẽ mở cái lưới của cái cặp loa này. Đây, cho phép em được mở cái lưới này ra nhá. Nó hơi chắc. Đó.
hai bên này nữa. Cực kỳ là đẹp luôn. Đây là cấu hình của loa đây. Tuyến loa thì đẹp đều và căng mọng. Hiếm có cặp loa 63DX nào mà mấy chục năm rồi mà nó còn được như thế này các bác nhé. Tất cả các cái ốc này là chưa một lần tháo khỏi thân thùng. Loa thì có gồm 6 loa trên một thân thùng, 4 speaker, có hai gọi là 4 đường tiếng, sở hữu một bass 40cm, hai con trung 14, hai con chép còi, và một con siêu chép còi được đầu đạn. Tuyến loa thì đẹp mốc mị rồi. Em sẽ quay thật gần để cho các bác. Các bác cứ nhìn tất cả cái mặt loa này nó vẫn còn nguyên cái tăm gỗ gần như mới luôn các bác nhá. Một cặp loa thì khá là lâu rồi nhưng mà các bác này bên em tuyển chọn cực kỳ là đẹp luôn. 63DX của hãng Pioneer. Một cặp loa khủng long. To lớn nhất trong cái đời mắt cáo của Pioneer. Lưới mắt cáo thì cũng rất là đẹp luôn. Đó. Nguyên bụi các bác nhá. Cực kỳ là đẹp luôn. Em sẽ để đây. Đó. Tuyệt vời luôn. Loa thì có chiều cao là 73cm. Chiều rộng lên đến tận 48cm. Và chiều sâu là 33cm. Con này thì cũng có độ nhạy là khá là cao, 95 dB. Cân nặng thì cặp này cũng khoảng trên 60kg cho một cặp loa này. Và một cái cặp loa này thì nó còn to hơn cả cái cặp loa to hơn, nặng hơn cặp loa 99A các bác nhá. Mà giá thành của em nó thì nó chưa bằng nửa cái con 99A. Nó còn lâu mới đến 20 triệu đồng các bác ạ. Một cặp loa mà nghe hay, bày đẹp, mà đáng sưu tầm. Quan trọng là nó đẹp xuất sắc các bác nhé. Quan trọng là nó cực kỳ đẹp luôn. Em cũng xin báo giá luôn cặp loa 63DX ngày hôm nay của hãng Pioneer. Về trong tình trạng zin nguyên bản và đẹp xuất sắc thì bên em giao lưu với các bác với cái giá chỉ có 18,5 triệu đồng thôi. 18,5 triệu đồng cho một cặp loa mắt cáo cổ, nghe hay, bày đẹp. Trên đây là hai cái cặp loa để giới thiệu với các bác, đều là bass 40 và rất nhiều mồm, toàn 6 loa trên một thân thùng và 4-5 speaker. Đấy, các bác nhìn xem cái cặp loa 63DX nó to cao như nào, nó gần cao bằng cái loa cây này. Đó, rất là lớn luôn các bác nhé. Mọi thông tin chi tiết thì mời các bác liên hệ trực tiếp với Kiên Trung theo số điện thoại đang chạy trên màn hình. Các bác nào gần khu vực Hà Nội thì qua shop em để trực tiếp nghe và test sản phẩm. Những sản phẩm này thì các bác có thể phối ghép với rất nhiều các loại âm ly như Sansui, Mazang, những dòng âm ly mà xò sắt, cũng giống như là những cái dòng âm ly radio, và thêm một cái đầu băng cối của Akai hoặc của đầu tách, thì đây là những cái bộ mà anh em vẫn gọi là xe pháo mã, nghe hay, bày đẹp, chất âm cổ. Và nói thật với các bác là những cặp loa này thì ít khi xuống giá được. Ta chơi ta bày. Và ít khi xuống giá. Những cặp loa mà chỉ có hơn 20 triệu và gần 20 triệu thôi. Video của ngày hôm nay thì em xin được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn các bác đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.